Xin kính chào quý vị khán giả của Tây Ninh Ngày Mới. Kính chúc quý vị khán giả có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 40 phút hàng ngày trên TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay thì xin mời quý khán giả cùng điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra ngày qua. Ngày 9 tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ bàn giao trực tuyến 200 cụm loa truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đây là 200 cụm loa truyền thanh thế hệ mới sử dụng công nghệ số, không giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh. Hệ thống này cũng khắc phục được các lỗi thường xảy ra với hệ thống tiếp âm sóng FM như bị nhiễu, sóng không ổn định do thời tiết. Đây là sự đóng góp của Bộ Thông tin Truyền thông chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong ngày 9 tháng 10, Ban Dân vận tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Tham dự buổi lễ có ông Vũ Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng phụ trách phía Nam, cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương. Tại lễ kỷ niệm có 16 tập thể và 11 cá nhân điển hình dân vận khéo giai đoạn 2016-2020 nhận giấy khen của Ban Dân vận tỉnh ủy Tây Ninh. 15 cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác dân vận nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương. Đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Võ Thành Thống làm trưởng đoàn, ngày 9 tháng 10 có buổi làm việc tại huyện Tân Châu về công tác cho vay tín dụng chính sách. Thứ trưởng Võ Thành Thống đã đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong thực hiện các chính sách tín dụng. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp tốt với các tổ chức hội nhận quỹ thác, đảm bảo nguồn vốn được giải ngân đúng đối tượng, mang lại hiệu quả, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Kính thưa quý vị, Tây Ninh sẽ có hai đường cao tốc, đó là tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Một Bài và tuyến cao tốc Gò Dầu Sa Mát. Hai dự án này đang được xúc tiến các thủ tục để triển khai đầu tư. Khi hoàn thành sẽ mở ra liên kết vùng, tạo động lực mạnh mẽ cho Tây Ninh phát triển kinh tế. Dự án tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Một Bài là một trong những công trình trọng tâm trọng điểm được người dân và nhà đầu tư chờ đợi. Xác định đây là dự án quan trọng có ý nghĩa chiến lược, lãnh đạo tỉnh đã chủ động làm việc và kiến nghị đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải về cơ chế đầu tư dự án. Làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kêu gọi đầu tư dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Một Bài theo hình thức đối tác công tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Hiện Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết kế hoạch phối hợp và đang khẩn trương thực hiện các bước theo quy định, đặt mục tiêu hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng năm 2025. Tuyến cao tốc Một Bài Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng không chỉ với các địa phương có đường đi qua mà còn có ý nghĩa rất lớn kết nối vùng. Cao tốc Một Bài Thành phố Hồ Chí Minh còn kết nối với đường vành đai 3-4 và đường Hồ Chí Minh nên phương tiện từ các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên sẽ dễ dàng tới cửa khẩu, góp phần thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam với nước bạn và cả khu vực ASEAN. Ngoài tuyến cao tốc Một Bài Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ cũng chấp thuận bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc Gò Dầu Sa Mát vào quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam. Thưa quý khán giả, hôm nay ngày 10 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng sẽ chính thức mở cửa đón những lượt bệnh nhân đầu tiên đến thăm khám và điều trị. Trong giai đoạn 1, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng đưa vào sử dụng 250 giường bệnh với đầy đủ các phòng khoa chuyên môn. Bệnh viện hoạt động với phương châm mang đến các dịch vụ khám chữa bệnh hiện đại hiệu quả với chi phí hợp lý. Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng là bệnh viện đầu tiên và duy nhất của Tây Ninh đầu tư phòng áp lực âm có chức năng hạn chế sự lây lan của virus, đồng thời cũng là bệnh viện đầu tiên của Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến của Đức trong xử lý nước chảy thận nhân tạo. Trong ngày đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng triển khai nhiều chương trình ưu đãi về khám chữa bệnh và tặng quà cho bệnh nhân. Tiếp nối chương trình của Tây Ninh Ngày Mới, xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ Nhật Tân để cập nhật những thông tin thời tiết ngày hôm nay. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Thưa quý vị và các bạn, những cơn mưa tối qua làm cho không khí tại Tây Ninh sáng nay khá mát mẻ. Nhiệt độ hôm nay không có sự thay đổi nhiều so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng từ 23 đến 33 độ C.
Chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh, kèm theo các hiện tượng như là lốc xoáy, sấm sét, gió giật mạnh, độ ẩm không khí cao từ 91 đến 94%. Mực nước cao nhất trên sông Vàm Cỏ Đông từ 0,85 đến 0,90 m. Thưa quý vị, mùa mưa đến cũng là lúc bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn. Do đó, quý vị cần có những biện pháp phòng chống kịp thời để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình của mình. Hãy giữ gìn môi trường sống thông thoáng, xử lý các vùng nước ứ động và phát quang bụi rậm quanh nhà, đậy kín các vật dụng đựng nước trong nhà để muỗi không vào đẻ trứng, dọn dẹp cũng như là vứt bỏ các vật dụng phế liệu trong khu vực sinh hoạt, đặc biệt là chai lọ, các mảnh vỡ có thể tụ nước, dùng đèn đuổi muỗi hoặc trồng các loại cây thảo dược, cây có mùi hương quanh nhà để xua muỗi. Bên cạnh việc giữ vệ sinh môi trường sống, quý vị có thể sử dụng thêm các sản phẩm chống muỗi dạng xịt phun sương hoặc dạng kem với thành phần an toàn để bảo vệ da mọi lúc mọi nơi. Và thưa quý vị, sốt xuất huyết là bệnh có thể chủ động phòng tránh, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 có nhiều biến động, càng không thể để tình hình dịch chồng dịch gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả nhà. Chúng ta hãy cùng chung tay phòng ngừa vì một cộng đồng không còn dịch sốt xuất huyết quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những thông tin thời tiết sáng nay. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với phim trường của Tây Ninh ngày mới. Quý khán giả thân mến, trong ngày hôm nay thì sân cỏ các nước sẽ tiếp tục sôi động với các trận đấu tại giai đoạn 2 của V-League, cùng với đó là các giải đấu thể thao đầy sôi động khác. Sau đây, xin mời quý khán giả cùng đến với những thông tin về các giải đấu này. Ở nhóm A vào lúc 19:15, Hà Nội FC một lần nữa tiếp đón Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hơn một năm trở lại đây, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đối thủ ưa thích của Hà Nội FC. Đây cũng là trận đấu mà Công Phượng có thể phải nghỉ vì chấn thương. Ở trận đấu còn lại là giữa Than Quảng Ninh và BKMX Bình Dương. Ở nhóm trụ hạng là ba trận đấu được dự đoán khá cân tài cân sức giữa Thanh Hóa gặp Dược Nam Hà Nam Định, SHB Đà Nẵng đón tiếp Hải Phòng, còn Quảng Nam làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An. Trong sáng nay thì sân cỏ Nam Mỹ sẽ tiếp tục sôi động với hai trận đấu còn lại của lượt trận thứ nhất vòng loại World Cup 2022. Vào lúc 6:30 là trận đấu khá cân bằng giữa Colombia và Venezuela. Còn lúc 7:30 nhà đương kim vô địch Nam Mỹ sẽ gặp đội bóng được đánh giá là yếu nhất Bolivia. Một cơ hội rất tốt để các chủ công Samba có chiến thắng đầu tay. Còn tại châu Âu, rạng sáng mai 11 tháng 10, lượt trận thứ 3 UEFA Nations League cũng diễn ra. Tại bảng 4 nhóm A, Tây Ban Nha sẽ tiếp đón Thụy Sĩ, còn Đức làm khách trên sân của Ukraine. Hai trận đấu này diễn ra cùng giờ, vào lúc 1:45 rạng sáng ngày 11 tháng 10. Ở môn quần vợt, vào lúc 20 giờ tối nay, người hâm mộ sẽ được theo dõi trận đấu chung kết đơn nữ giữa hạt giống số 4 Sofia Kenin và hiện tượng của giải đấu Iga Swiatek. Đây cũng là trận chung kết đơn nữ Roland Garros đầu tiên trong lịch sử giữa hai tay vợt tuổi dưới 22 kể từ năm 2003. Thưa quý vị khán giả, những diễn biến của các cuộc so tài này cùng những tin tức thể thao hấp dẫn khác sẽ được cập nhật trong bản tin thể thao lúc 14:20 trên kênh TTV11. Kính mời quý khán giả chú ý đón xem. Còn bây giờ xin mời quý khán giả cùng điểm qua những chương trình giải trí vô cùng hấp dẫn có trên TTV11 ngày hôm nay. Ăn xong cứ để đó cho mẹ. Trước sự mất tích đầy bí ẩn của bão, dự đoán của sông Nga liệu có chính xác? Đón xem tập 15 bộ phim Hồ Sơ Lửa phần 2 Người Ba Mặt phát sóng lúc 12 giờ. Anh mong em hãy đừng quên. Một cuộc thi âm nhạc đặc sắc, những giọng ca ấn tượng. Đón xem tập 2 Tiếng Hát Vàng Son phát sóng lúc 13 giờ thứ bảy hàng tuần. Và gió theo em trôi về con đường và nắng theo em trên dòng. Cùng gặp gỡ những gương mặt dễ thương, nhí nhảnh và đầy tài năng trong tập 2 phần 1 Tỏa Sáng Cùng Sao Nhí lúc 15:20. Ôi bất ngờ tạo quá khiến xui. Định kiến hẹp hòi của xã hội phong kiến đã chia rẽ tình yêu lứa đôi. Đón xem trích đoạn cải lương Đời Câu Lụ của soạn giả Trần Hữu Trang phát sóng vào lúc 20:30. Xin giới thiệu với quý vị nghệ sĩ Kiều Linh. Dạ, Kiều Linh. Cùng gặp gỡ MC Cát Tường và nghệ sĩ hài Kiều Linh để lắng nghe chia sẻ cơ duyên mà chị trở thành một diễn viên hài và những chuyện vui buồn mà nghệ sĩ đã trải qua. Mời quý vị cùng đón xem tập 13 của Talk Show Hạnh Phúc Ở Đâu phát sóng lúc 20 giờ. Kính thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Tây Ninh ngày mới của TTV11 Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình.
Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn hoặc cài đặt ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ nơi đâu. Và một lần nữa, Lê Nguyên và Mỹ Trang cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chúc quý khán giả có một cuối tuần thật ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.